Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây gang vàng nhà mình nha. Cây này nhà vườn cũng vô dây định hình form cho nó rồi. Cây này liền cốt nha, lũa nhà mình. Lũa rin nha. Cây này có mã số là 50, có tổng hoành em đo là 36 nha. Cây cao đến từ mặt bầu mà lên tinh đỉnh nha là 36. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 25 nha. Rồi cây này thì em xin giao lưu nhanh luôn nha, là 850 bao ship không chậu nhà mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Một cây gang vàng nha, hoa trái cực kỳ đẹp luôn nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu mới cho nó nữa là ok thôi. Form thì nhà vườn định hình hết rồi. Cây rất là duyên nha. Cây này về mình lên cái chậu đẹp đẹp cho nó nữa là nó ra cái cây rất là duyên. Cái đỉnh này là khô lũa nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này rất là duyên nha. Tại cành thì vô form hết rồi. Nhà mình xem tham khảo, nếu được duyên ý thì rước ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 50 nha, giao lưu nhanh là 850 nhưng bao ship không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.